anh em thử coi. Nó có hai chế độ chạy Eco với lại Sport này. Nó nhận ra không ồ, lên 80 luôn. Xe này có thẳng ABS luôn nha anh em. Đó đẹp. Dạ. Đây bộ ba SH350 màu xi măng. Nồi bô lục gió. Biết đây là nồi bô xăng lửa. Nó 237 300 Barrio Airblade Head 300. Mình nó làm đầy đủ hết nha. Rồi Head nhỏ, Head tự động. Thấy tiếp tục gọi SH350 Ý anh em. 350 đỏ nè, đen nè. 300 nữa, radio. 300 đại cũ. Ý Liberty. Làm đầy đủ hết nha. Nhà còn số xe đang làm đang dọn. Gắn giao xe trước Tết cho anh em ăn Tết nha. Này mấy này làm tới khuya luôn. Này